con bấm ngang này, con cầm này, cô bấm rồi đó. Rồi quay phía trước, quay. Đây rồi, quay. Tiền về đến nhà rồi mẹ. Mẹ rất là xúc động. Bất ngờ, bất ngờ. Kêu phụ cho hai, phụ cho hai. Phụ cho hai luôn. Đến về đến cái mà giờ sớm của mình đó quá trời đông, không có đưa vô được luôn á mẹ. Xe. Sao mẹ thấy vui không? Bà ngoại vui kìa. Không, con qua viện đi đi làm về giá buổi cho hai kìa, kiếm vô kìa. Không phải con chào ba, chào con, hỏi hôm qua nữa nhớ ba đi về ăn Tết nè. Đây bà ngoại chuẩn bị nước, con ra quán đang ăn phở để dành bất ngờ cho nó mẹ. Sao ngoại thấy con với Liêm về, ông ngoại vui không? Rồi. Đó, ông ngoại chuẩn bị tiền lì xì cho Liêm kìa. Ông ngoại còn tiền không? Đây, 50. Đó, Subo này là cái Subo là mừng nhất nè, đó. Đây là Lan. Ba. Chú. Đây anh Hai Tuấn Kiệt gặp em sao? Đây chú Bảo. Chào Bảo. Trang trí cái cây hoa mai nè. Anh Bảo nói tìm mua hoa đào nhưng mà hoa đào bắn mắt quá. Tại vì anh Bảo mua hoa mai cũng như là anh trưng một cái mâm củ quả. Tuyền với cháu Liêm vừa về đến quê là được khoảng một tiếng quý vị. Thì bây giờ ra quán của Phở Ngọc Lan là em gái của Tuyền ăn phở. Sau đó rồi có thể tối nay đi vòng vòng cho em hơi chơi. Thì em có tiền là bán phở ở đây nè. Cái hướng này mình đi xuống dưới đó, đó là mình đi về Sóc Trăng, Đại Ngãi, Bạc Liêu. Còn nếu mà mình đi ngược lên trên đây á, là mình đi lên Cần Thơ, Sài Gòn. Đó, đi hướng này. Nhà ba mẹ thì ở trong cái khu vực đó. Hồi mùa hè mà tiền với anh Viện với cháu Linh về á, thì ở đây họ vẫn còn đến đây nè. Nhưng mà nghe nói Lan nói sao mới đây họ dời hết vào bên trong này. Wow, mùa xuân mát mẻ hả Linh hả? Linh mới có 4 tháng thôi mà giờ Linh về không ai nhận ra Linh. Đó. Có một cây mai đây nè, quá trời hoa luôn. Đây, quá trời hoa nở. Ngày mai 30 là cây mai này là nở cũng đến hết mùng 3, mùng 4 á. Quá trời hoa luôn đi. Chùm chùm luôn nè Linh. What is it?
Từ xin ông mến chào toàn thể quý vị. À, buổi tối hôm nay là buổi tối đầu tiên Tiền với cháu Linh vừa mới đặt chân đến gia đình ba mẹ được khoảng chắc 3 tiếng. À, thì ngày hôm nay là ngày đêm 29 Tết. Thành ra là mẹ nói là cả nhà mình tổ chức đi chợ hoa Cần Thơ chơi và sẵn quay phim ghi hình cho quý vị xem luôn. Đây mẹ của Tiền đây. Mà ba kêu ba đi ba không có đi. Ba không có chịu đi. Còn anh Bảo thì bận việc, thành ra anh Bảo cũng không đi được. Vì vậy mà chỉ có gia đình của anh Cường, anh hai Cường của Tiền đó, chị hai ngồi phía sau nè. Rồi bé Thị Yến với bé gì? Kỳ Duyên. Hai cháu đang ăn bánh. Rồi đây là bé Subo nhỏ nhất. Bé nhỏ là phải giới thiệu sau. Còn Liên Mai còn cái Úc Lan ở phía trước. Úc Lan cũng đang ăn bánh bao. Anh hai Cường thì ngồi ở phía trước với tài xế. Đó đây anh hai đầu, anh đầu của Tiền. Chào cả nhà. Bây giờ cái nhà Tiền trước tiên là ghé khu 586 trước. Ở đó là nghe Lan nói là có chợ hoa đẹp lắm. Rồi sau đó mình đi lên Bến Ninh Kiều. Rồi Tiền mình xin mời toàn thể quý vị cùng đồng hành với gia đình nhỏ của Tiền buổi tối hôm nay đêm 29 Tết nha quý vị. Hiện tại thì cả nhà đã đến khu 586. Tại vì Lan nói ngày xưa thường là ở chợ hoa trên Cần Thơ họ làm nhiều lắm, nhưng mà bây giờ họ dời về cái khu 586 này. Thì 586 này cũng gần Cần Thơ lắm. Thì Tiền ở đây Tiền quay phim tí xíu rồi sau đó cả nhà đi lên trên Cần Thơ. Hiện tại thì Tuyền cũng như là vợ chồng anh chị hai đưa mẹ cũng như là các cháu vào trong khu tham quan 586 ở tại đây rất là đẹp. Nhưng mà hồi nãy vô đây á, mở nhạc lớn lắm luôn quý vị. Rất mong mọi người thực hiện đúng những nội quy trên khi vào công viên. Phường Phú Hướng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Hiện nay lưu lượng người đến tham quan, mua sắm tại chợ Hòa Xuân rất đông đúc. Tuy nhiên bà con nhân dân cần chú ý phòng ngừa các đối tượng lợi dụng tình hình đông người để trà trộn thực hiện. Những chậu hoa cúc mâm xôi đẹp quá đẹp luôn. Và đây là những cái chậu hoa giấy đủ màu sắc hết trơn. Bây giờ hoa giấy đẹp quá nè mẹ. Nhưng mà hoa này giống bị héo quá. Ô, hoa giấy màu trắng nè. Nhưng mà con thấy là một màu con thấy thích hơn. Dạ, sen đá bên em có mà mấy này nó không có nè. Bây giờ có 20.000 rồi mẹ. Mình lên bên này đi với bà ngoại. Ở đây hoa vạn thọ mà có 20.000 tính 20.000 một chậu chị mà quý vị. Khổ dữ lắm rồi, khổ. Có 20. Đây đây, thấy thương em chưa?
thấy thương em chưa đó. Bữa nay là 29 Tết đó mà em nói là khổ lắm, em bán hoa nè để về quê ăn Tết nè. Trời ơi, cùng quê với em. Láng giềng. Ở đâu? Em ở trong đó. Sâu miêu. Em này nói tội nghiệp không, bán cái về ăn Tết nè. Chỗ này đi chứ, chỗ này đẹp nè. Con mèo không phải chó. Đây là cái này cút lan rồi, hai chậu này cút lan. Dạ, nhưng mà này đéo ủng hộ em đó. Xe hơi mình đậu đâu lan. Cùng ghé ngay cái chỗ bán hoa của em trai đây là cũng là người quen. Thật sự tình cờ nhưng mà cũng là người quen. Dạ. Rồi chúc em đây đến mai bán hết sạch bông luôn nha. Cảm ơn chị nhiều lắm. Dạ. Rồi năm mới làm ăn phát tài. Dạ, cảm ơn chị. Chị năm mới vui vẻ nha. Dạ, rồi chào em. Dạ, tí xíu trở lại chị lấy hoa. Dạ. Wow, vui quá quý vị ơi. Hôm nay là có mèo. Đi chợ hoa vui quá. Miu. Nè. Trời ơi. Có mèo. 18 cái Tết thì tiền mới được đi chợ hoa như vậy nè quý vị. Là 18 cái Tết rồi đó. Nhưng mà hơn như này hơi nhỏ nhỏ. Dạ. Mình không nghĩ là cái khu 586 mà đông mà vui như vậy á. Ngày xưa thì đi chợ hoa là bà con cô bác mình hay đi chợ hoa ở Bến Ninh Kiều. Chứ mình không có nghe là chợ hoa ở đây. Kìa cây hoa đào kìa. Không biết cây hoa đào này vui. Cái này cẩm tú cầu mẹ. Nhưng mà cây hoa đào đẹp quá kìa, thấy không? Trong đây có bán một cái cây hoa đào kìa. Chắc không rẻ đâu. Cũng đắt à. Một rừng hoa mai nở. Quá trời hoa nở bung xòe cánh hết rồi quý vị. Cây hoa này vẫn còn nụ nè. Wow, đẹp quá. Đây là hoa cúc. Không, cúc này đẹp nè. Wow, đẹp quá đẹp. Cái mùi hoa vạn thọ thơm quá trời thơm luôn. Mùi hoa vạn thọ thơm liền. Dạ. Hả? Mà mai năm nay không thấy nụ nhiều bé kia kìa. Kìa đó con thấy nụ quá trời nụ. Ngày nay là ngày 29 mà cái cây này nụ khống rồi nụ quý vị. Đây Lan, Lan. Mà mình về Việt Nam á, vào cái dịp Tết á, là mình phải đi chợ hoa. Nó mới có cái không khí xuân. Hả Lina? Quá vui. Việt Nam mà
Còn hoa đây nè, nhưng mà hoa khu vực này tối. Khu 586 xong bây giờ đi xuống Bến Ninh Kiều. Bến Ninh Kiều vào cái dịp Tết á, quá trời vui nhộn luôn. Thì nhớ cái đây 4 tháng á, thì đi đến đây chợ Bến Ninh Kiều buổi tối á, vắng lắm. Và cái khu vực ở đây cũng rất là tối. Hôm nay khu vực ở đây sáng, sáng trưng nè. Họ bán ở chính giữa đường này luôn. Đây là cái bến tàu ngày xưa nè. Cái bến tàu ngày xưa là từ đây mà đi về Đại Ngãi, Sóc Trăng, đến chợ cái Côn, Quê Tiền, Phụng Hiệp, Ngã Bảy luôn. Ngay cái bến tàu Cần Thơ ở đây. Còn Tiền đang đứng ngay khu vực này là khu vực đèn Ba Ngọn. Đó, cứ mỗi lần lên Thơ mà thấy cái đèn Ba Ngọn ngay đây là kêu đèn Ba Ngọn nè. Còn này như là anh Cường, hình như này khách sạn quốc tế không? À, khách sạn quốc tế đằng kia. Khách sạn quốc tế đằng kia. Xem chợ hoa ở Bến Ninh Kiều đó quý vị. Thì bây giờ cái nhà đói bụng rồi, thành ra là ghé vào một cái tiệm này là hủ tiếu mì xương. Mà Tiền về Việt Nam Tiền thích ăn những cái quán như vậy nè, rất là ngon luôn. Mà Tiền thấy cái quán nằm ở đây nhưng mà rất là đông thực khách đến đây thưởng thức. Tiền nghĩ chắc là ngon lắm luôn á. Quý vị nhớ nhé, khi mà đến Cần Thơ, Bến Ninh Kiều thì ghé vô quán hủ tiếu mì xương ở đây. Wow, quý vị thấy nguyên một cái cục xương to, thật là to luôn. Đó, mà mùi thơm rất là thơm luôn. Ngọc Thương thưởng thức nè Ngọc Thương. Ngon quá. Dạ. Linh, cái nhà nãy giờ ăn xong, uống xong, bây giờ cả nhà đi về lại nhà ngủ. Tại vì một ngày, mấy ngày nay là thiếu ngủ nè. Rồi mệt mỏi nữa. Một cái đoạn đường hành trình bay từ Hà Lan về đến Việt Nam hơn 30 tiếng đồng hồ, giật giờ.
ngày mà đêm nay ngủ sớm, ngày mai đi chợ quê của Tuyền, chợ mình quay chợ 30 Tết ở tại quê hương các con của Tuyền sẽ up lên cho quý vị xem. Tuyền xin tạm chia tay toàn thể quý vị nhé. Tuyền hẹn gặp lại quý vị vào clip tiếp theo. Bye bye, bye quý vị. Cả nhà ăn xong cũng đuối. Cần Thơ Tết họ trang trí đẹp quá, đẹp đèn rực rỡ.